Chào mừng quý vị bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 9 tháng 5 và rạng sáng ngày 10 tháng 5, các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với những trận đấu ở giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ở giải Ngoại hạng Anh diễn ra vòng 35 và lúc 18 giờ ngày 9 tháng 5, Wolves sẽ đối đầu với Brighton. Và lúc 20:05, Aston Villa đối sức với Manchester United. Và lúc 22:30, West Ham đối đầu với Everton. Và lúc 1 giờ ngày 10 tháng 5, Arsenal đối đầu với West Brom. Trong khi đó, ở vòng 35 La Liga, vào lúc 19 giờ, Getafe đối đầu với Eibar. Vào lúc 21:15, Valencia đối sức với Valladolid. Vào lúc 23:30, Villarreal gặp Celta Vigo. Vào lúc 2 giờ ngày 10 tháng 5, Real Madrid đối đầu với Sevilla. Ở trận đấu sớm vòng 35 La Liga diễn ra tối qua, Barca và Atlético Madrid đã cầm chân nhau với tỷ số không đều. Với kết quả này, nếu như Real Madrid giành chiến thắng trước Sevilla ở cuộc so tài đêm nay, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ cùng 77 điểm như Atlético Madrid nhưng sẽ dẫn đầu do hơn thành tích đối đầu. Hiện tại, Sevilla đang có 70 điểm, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, kém Real Madrid 4 điểm. Đội bóng này vẫn còn cơ hội đua vô địch. Mặc dù đang xếp thứ tư, nhưng trong 4 lần so tài gần nhất với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Sevilla đều nhận thất bại. Trận thắng gần nhất của đội bóng này trước Real Madrid đã cách đây 3 năm. Vòng 35 Serie A vào lúc 17:30, Genoa đối đầu với Sassuolo. Vào lúc 20 giờ, Benevento đối đầu với Cagliari. Vào lúc 20 giờ, Hellas Verona đối đầu với Torino. Cũng vào lúc 20 giờ, Parma đối sức với Atalanta. Vào lúc 23 giờ, Roma gặp Crotone. Vào lúc 1:45 ngày 10 tháng 5, Juventus đối đầu với AC Milan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.